Được rồi, bây giờ chúng ta hãy xem xét quan điểm hai điểm. Nếu chúng ta đang sử dụng phép so sánh nhìn xuống đường, thực lòng mà nói thì tôi nhớ điều này trong những ngày đầu của Ninh. Vậy là chúng ta vẫn đang nhìn xuống đường, nhưng chúng ta đã quay đầu lại một chút, nên bây giờ chúng ta đang quan sát đường phố ở một góc độ hơn. Góc không còn vuông góc với đường phố. Vì vậy, trước tiên hãy đặt đường chân trời của chúng ta như chúng ta vẫn thường làm, và đây là phép tính giống hệt nhau. Bây giờ, mức này quá thấp, nhưng hãy xem tôi sắp làm gì đây. Lần này tôi sẽ không sử dụng người khác trong khung làm người tham khảo. Tôi chỉ đơn giản là tự hỏi mình, các đường lối phối cảnh thẳng ngang nằm ở đâu. Và chiếc xe điện ở đó cho tôi một tài liệu tham khảo tốt về điều đó. Ngay trên vạch đỏ, ngay ở đây. Tôi nghĩ điều đó phù hợp với mắt tôi. Nói cách khác, đường kẻ mắt. Nói cách khác, đường chân trời. Và một lần nữa, điều bạn có thể làm chỉ là nhìn xung quanh khung cảnh và nhìn vào bất kỳ điểm nào cắt đường chân trời và hỏi, điểm đó có giao nhau gần với mắt tôi không nếu tôi đang đứng đó. Và tôi nghĩ, vâng, đường chân trời đó có ý nghĩa. Được rồi, bây giờ chúng ta cần đặt một điểm tụ trên đường chân trời. Nó rõ ràng không đi đến đó. Chỉ cần nhìn lướt qua bạn sẽ biết rằng nó nằm ở đâu đó ở đây, và đó là bởi vì bạn có thể dễ dàng xác định rằng các góc này cắt nhau ở đâu đó ở đây. Và khi tôi vừa làm điều đó, tôi có thể thấy điểm biến mất của tôi phải di chuyển sang bên phải một chút. Ở đó, hoàn hảo. Chúng tôi ngoại suy một số đường lối từ điểm đó và chắc chắn rằng chúng sắp xếp rất tốt. Một lần nữa, trong cảnh này, chúng ta có thể chắc chắn một cách hợp lý rằng mọi thứ đều theo đường thẳng. Tức là đường phố song song, những hàng ghế song song với đường phố, những tòa nhà song song với vỉa hè, tức là song song với đường phố. Các cạnh của tất cả những thứ đó đều vuông góc với nhau. Bạn hiểu ý rồi. Đó là điều kiện phải được đáp ứng để phối cảnh tuyến tính hoạt động. Được rồi, nhưng hãy quay lại với các đường lưới. Bây giờ chúng ta có một số đường lưới khác cần giải quyết. Tôi đang xếp hàng các góc ghế, đáy xe điện, đầu cửa sổ xe điện, tòa nhà phía xa đằng kia. Và những đường này dường như cũng hội tụ ở đâu đó tại một điểm biến mất. Và tất nhiên là họ làm vậy, bởi vì đây là quan điểm hai điểm. Nhưng để tìm ra điểm thứ hai, chúng ta phải phóng to ra. Tôi đã đề cập đến điều này trong chương trước, nhưng điểm thứ hai trong một bức vẽ hoặc bức tranh phối cảnh hai điểm thường nằm ngoài trang giấy. Vì vậy, hãy mở rộng đường chân trời đó và sau đó chúng ta sẽ mở rộng các đường lưới đến đường chân trời. Và bây giờ chúng ta có thể thấy rằng điểm tụ thứ hai của chúng ta nằm ngay tại đây. Và để giải trí, hãy mở rộng hoàn toàn các đường lưới này và thêm một số đường lưới nữa. Vì vậy, hãy kiểm tra cả hai điểm triệt tiêu ở đây và nhìn vào mối quan hệ. Khoảng cách giữa các điểm triệt tiêu trong phối cảnh hai điểm là rất phổ biến. Được rồi, thêm ví dụ về phối cảnh hai điểm. Chúng tôi lấy mảnh nền tuyệt đẹp này của Armin Sajano cho Lilo Dati chết. Và một lần nữa, đường chân trời ở đâu? Vâng, để tìm ra điều đó, tôi sẽ tìm một đường thẳng nằm ngang trong hình. Và tôi nghĩ tôi đã tìm thấy nó ngay đây, mặt bàn. Đối với tôi nó, trông giống như một đường thẳng, vì vậy tôi sẽ đặt đường chân trời ở đó. Được rồi, chỉ cần thu nhỏ lại để nhường chỗ cho các điểm biến mất của chúng ta. Và theo bài tập cuối cùng của chúng ta, tôi sẽ xem xét nhãn cầu ngay tại đây. Và tôi đã làm điều đó bằng cách truy tìm trực quan các đường trở lại vị trí mà tôi nghĩ là điểm nó. Bây giờ chúng ta hãy thực sự theo dõi các dòng trở lại. Tôi sẽ chỉ chọn 3 dòng rõ ràng để bắt đầu. Và vâng, tôi khá thân thiết. Tôi nghĩ vấn đề có thể được di chuyển một chút. Và sau đó tôi có thể theo dõi nhiều dòng hơn để kiểm tra điều đó. Và vâng, nó trông rất ổn. Tôi có thể đánh giá điểm biến mất đó khá tốt vì nó ở ngay trên trang giấy. Thông thường, một trong những điểm biến mất trong phối cảnh hai điểm là trên trang giấy, mặc dù đó không phải là quy luật. Nhưng điểm biến mất khác nằm quá xa trang, tôi thậm chí sẽ không buồn đoán. Tôi sẽ lần theo dấu vết đó và tìm ra nó theo cách đó. Chọn 2 hoặc 3 đường rõ ràng trong bản vẽ và bây giờ tôi có thể đặt điểm biến mất thứ hai nơi chúng hội tụ trên đường chân trời, cũng như bắn thêm các đường lưới ra ngoài để xác nhận điều đó. Và điều này có vẻ tốt. Dù bạn có tin hay không thì tùy, nếu bạn có thể đến được đây thì bạn đã đi được một nửa chặng đường để vẽ được những cảnh phối cảnh đẹp rồi. Và một lần nữa, tôi khuyên bạn nên ngồi xuống và thực hiện bài tập này, có thể là với những bức ảnh hoặc với các môn nghệ thuật khác, hoặc lý tưởng nhất là cả hai, chỉ để bạn tập trung vào những khái niệm này. Được rồi, hãy phóng to lại một chút và đưa ly lau vào đó. Bây giờ, cô ấy quá cao nếu đặt chân ở đó, vì vậy bạn nên đi trước tôi rồi. Chúng ta cần tìm mối quan hệ của cô ấy với đường chân trời. Chúng ta có thể đưa cô ấy xuống đây, để đường chân trời ngang tầm mắt cô ấy, nhưng điều đó có nghĩa là gì? Điều đó giả định rằng người xem hoặc máy ảnh chụp bức ảnh này, nếu đó là một bức ảnh, có cùng chiều cao với Lilo. Tôi nghĩ người xem cao hơn Lilo một chút. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thu nhỏ cô ấy xuống một chút để mắt cô ấy ở dưới đường chân trời. Điều này làm cho Lilo ngắn hơn khoảng nửa cái đầu so với người xem. Và tôi nghĩ điều đó có vẻ đúng. Bây giờ, một mẹo thực sự hữu ích và bị bỏ qua, khác về việc đặt các nhân vật trong những cảnh phối cảnh như thế này. Hãy biến Lilo thành gã khổng lồ ở đây trong giây lát. Và bây giờ tôi sẽ điều chỉnh mối quan hệ của cô ấy với đường chân trời. Thế đấy, bây giờ những gì tôi vừa làm thực sự khá mạnh mẽ. Tôi vừa mở rộng sàn ra ngoài khung, nhưng chính xác.
Về cơ bản, điều tôi muốn nói với người xem ở đây và ở đây tôi sẽ vẽ nó cho bạn, đó là phối cảnh mở rộng như thế này. Và đôi chân của Lilo, nếu khoảng trống đó nằm trong khung hình, sẽ được đặt chính xác. Và tôi chỉ đang chứng minh điều đó ở đây bằng cách vẽ ra hiện trường. Đây là điều mà tôi thấy sinh viên và thậm chí cả các chuyên gia luôn mắc sai lầm. Khi một nhân vật được đặt ở tiền cảnh và chân của họ bị cắt bỏ, thành thật mà nói, nhân vật đó thường được đặt không chính xác. Và đó là do người nghệ sĩ thường bỏ qua mối quan hệ với đường chân trời. Vì lý do nào đó, người ta thường nghĩ rằng nếu một hình ảnh chỉ ở phía trước, bạn có thể đặt nó ở bất cứ đâu bạn muốn, nhưng bạn không thể. Đường chân trời đó sẽ cho bạn biết nên đặt nó ở đâu. Tất nhiên, giả sử nó đang đứng trên cùng một mặt phẳng. Vì vậy, chúng ta quay lại đây một lần nữa, cắt nửa dưới của Lilo ra khỏi khung và hy vọng bạn có thể phát hiện tính chính xác ngay bây giờ. Cô ấy đang tiến gần hơn đến cánh cửa phía trước đó vài bước. Tôi coi đây là một phối cảnh gạch chéo bố cục cần thiết.